anh em. Hôm nay mình nói về cái vấn đề mà cho bổ sung cái gì cho gà mái mà cho nó đẻ tốt nha anh em. Đây nè, mấy anh em thấy cái này không? Cua anh em. Đó, mấy gà gặp mình làm là nó bu rồi liền anh em ơi. Cái cua này nè là anh em ăn á, anh em đừng có bỏ nha anh em. Cái này là tốt cho gà mái lắm nha. Mấy con gà mái mà anh em nuôi nhốt rồi đó, anh em bổ sung cái này nè, gà để ok lắm anh em. Ăn anh em ăn cua, ăn đồ, ăn tép gì đó, ăn tôm gì đó, anh em lột vỏ, anh em phơi ha. Tép anh em lấy cái vỏ nó, anh em ăn, anh em lột đi rồi anh em phơi nắng đi. Anh em làm cho nó bãi bãi nát nát cho chút con gà nó ăn dễ anh em, cái vỏ tôm á. Còn cua á thì mình ăn xong, anh em ăn xong rồi anh em cũng phơi nắng nha anh em. Phơi đi. Anh em phơi nắng cái nó còn vỏ cứng nhắc này là dễ lắm. Anh em bắt nhẹ, đập nhẹ lấy búa anh em đập nhẹ vô cái bao á. Anh em giục vô là gà nó ăn liền. Mấy này là bổ sung canxi cho mấy con gà mái nó mà nó đẻ tốt lắm anh em. Đẻ trứng rồi chắc lậu luôn. Như nó đẻ cũng nói chung là cũng đều. Anh em bổ sung cái này nè anh em, tốt lắm anh em. Anh em cho nó ăn mấy cái vỏ tôm, vỏ cua nè là ok luôn. Chất dầu rồi đầy đủ lắm. Chứ anh em đừng để nguyên cái gì nha, nguyên cái gì con gà nó ăn được nha anh em. Nha. Gà mái nó ăn gì không được đâu. Anh em đập ra cho mình nhỏ nhỏ ra rồi gà nó ăn rất là ok ha. Cái này anh em mà ăn cua ăn đồ nên anh em bỏ nó phí lắm. Gà mái nó cần cái này nè, tại mình nuôi nhốt nó đâu có ăn đầy đủ đâu anh em. Ha, nó ăn không có đầy đủ nha. Anh em phải bổ sung cho nó vỏ tôm hay là cái gì đó cho nó có canxi á. Nó đẻ con ra, nở con ra, con nó trong trứng nó nở ra nó cũng tốt nữa. Trong nở ra thì con nó chắc dao dắt xe dây do đầy đủ rồi là con nở ra là nó trứng lắm anh em. Anh em bổ sung cho nó là khỏi chơi luôn ha. Mấy cái này nè, vỏ tôm rồi đó. Cũng được nữa, gà con mới nở anh em nuôi chừng cả nửa tháng hơn tháng đó. Anh em lấy cái vỏ anh em bỏ với sinh tố anh em xay ha. Xay đi anh em bổ sung cho gà con ăn. Nói chung mấy con gà mà anh em nuôi nhốt á nó gặp mấy cái vỏ tôm, vỏ cua nhốt gì đó. Nó mừng lắm. Nó biết cái chất dầu gì á là nó tự nhiên nó gặp. Em nói thiệt anh em bỏ cho nó ăn cái thương luôn á. Anh đập cho nhuyễn ngay anh em. Em trộn thức ăn nữa là gà con nó ăn hết trơn nè. Còn gà mái này nè anh em giục vô về nó lụm liền. Vậy nó ăn không được, cứng quá. Nó hơi bự nè. Anh em nó búa đập cho nhỏ ra. Đó nè thấy không? Đó giục vô lại lụm liền. Giục vô là mái lại lụm liền. Đó. Thấy không? Anh em làm thử đây, giục vô là gà mái nó ăn liền à, rồi nó đẻ trứng ra chắc lậu luôn anh em. Nãy giờ mình cho nó cũng nhiều. Bây giờ nó đang lo ăn cỏ này nè. Đây là máy Mỹ với máy Cuban của mình. Nha, chủ đề là cái này nè. Anh em nhớ nha, bổ sung cho nó canxi anh em, nuôi gà mái nhốt à, trong chuồng trong đồ anh em bổ sung cái này là rất là ok luôn. Để nó tốt, con gà dữ dằn tốt luôn anh em. Ăn thì có bỏ, anh em nhà cho nó ăn thử à, anh em đập nhỏ nhỏ ra có những nhóm gì nè. Nhiêu đây thôi anh đập vô, dục vô đừng chơi, đừng nói chơi, ăn cho đừng cho đâu hết nha anh em. Anh em chơi cái mức độ nó vừa vừa thôi. Nói chung cái này thôi là hai con gà mái nó ăn phải đích một ngày rồi. Nó đủ canxi rồi, đừng cho nó ăn quá nhiều, tại gà mái nó gặp nó ăn dữ lắm. Với mấy cái vỏ trứng vịt lộn rồi đó. Anh em ăn chứ ăn trứng vịt lộn, anh em có cái vỏ rồi đó, anh em phơi khô đi, anh em dục vô. Đập cho nhỏ nhỏ này dục vô là nó lại nó ăn à. Nó gặp mấy con gà mái, nói chung mấy gà mái mà đây anh em đang nuôi chứ đâu đẻ trong chuồng nha. Gặp mấy cái vỏ này nè với mấy cái hộp vịt lộn rồi đó, trời ơi nó phá dữ lắm thiệt. Mấy gà mái mà gặp cái này nó mừng. Với gà trống rồi đó anh em cho nó ăn này cũng ok đó. Nó mấy con gà nào thiếu chân trụ anh em sổ mà gà nào đá mà nó bê nó té hoài đó là cái chân trụ nó không vững đó nè. Cái ngón trụ á, cái chân cái ngón trụ ngón thế của nó không vững là thiếu canxi á. Anh em cũng bổ sung cái này nè, vỏ này nè dục vô là gà trống nó cũng ăn nha anh em. Đập nhỏ nhỏ ra anh em trộn vô đồ ăn của nó là cũng một món ăn cho anh em, món ăn ở trên nè bổ sung vô. Nhưng mà cái nào tốt thì nó có tốt, đừng cho nó ăn quá nhiều anh em, quá nhiều nó hơi tiêu quá nó cũng không tốt nữa. Anh em ăn cho mức độ ha. Cái này là cũng mình cái chia sẻ cái thực tế luôn.
Đây là gà mái anh em cho nó ăn bổ sung cho mấy cái này là canxi thôi, ok. Rồi chào anh em ha. Nhớ anh em bổ sung canxi cho gà mái đẻ anh em.